Hai bên mình nó là tưới mâm xôi nè, buổi sáng. Hiện tại chưa có nụ mà nhìn thấy khá là to, khá đẹp. Hôm nay thì mình sẽ test hai cái chậu mâm xôi như thế nào là chuẩn và không chuẩn nha. Để khi xuất vườn á, bên mình á, Hường hay lựa cho khách. Nên cái vấn đề á, là đối với anh chị ở miền xa không thể nào là vào trong đây được thì cứ yên tâm. Bên mình rất là kỹ cái phần lựa mâm xôi cho anh chị, để có thể là năm nay mình bán tốt, năm sau nữa mình có thể đặt hàng lại cho bên cây cảnh sắc đét làm tiếp. Đây, cái ưu điểm của cái loại hoa sa đét là bên mình rất là chú trọng đến phần chất lượng. Khi mà làm một cái mâm xôi á, bên sa đét đó là tự tin đó là một cái đơn vị làm hoa mâm xôi cứng chậu nhất. Nó rất là cứng, mình có thể để một cái vật nặng nào đó lên đây thì nó cái mâm xôi này vẫn chịu được. Còn á, nếu không đạt chuẩn thì như thế này thì để lại nè, lỏng tàn quá chừng thì mình sẽ không xuất đâu, bỏ tại vườn luôn. Đẹp và phải đi theo là cái phần chất lượng nữa. Khi mà tấn hàng xe đi xa thì đối với những cái chậu mà nó cứng như thế này nè, mình chắc trồng lên thì khi mà giao tới nơi vẫn đảm bảo được chất lượng của nó. Như là lỏng tàn thế này mình có thể gió chạy ngang qua hoặc là mình đung đưa thế này nè, thì sao giao được cho khách, mình sẽ để lại. Đấy, chậu như thế này. Ok. Những cái chậu mà nó đang lá như thế này mình cũng sẽ không giao đâu. Lá nè, úa vàng, sao khách khách của mình bán được. Để lại vườn luôn. Lóng tè, để tại vườn luôn. Ok. Số lượng hiện tại là mình đang nhận tất cả các đơn của anh chị á. Năm nay thì số lượng khách đặt có vẻ rất là vui vẻ hơn là phập phồng như năm ngoái. Năm ngoái do dịch cho nên nó là cũng nhận đơn nhưng mà anh chị còn phập phồng. Nhưng mà năm nay mình thấy khách của mình rất là ok. Vì mình đang trong giai đoạn là sống chung với dịch á nên không còn lo lắng lắm. Hiện tại là số lượng là 30.000 cặp. 30.000 cặp thì mình mới nhận có khoảng 10.000 cặp thôi, khách đặt thôi. Đặt thì sẽ đặt cọc trước cho mình 10 đến 20% thì mình sẽ giữ lại cái số lượng vừa đủ cho anh chị. Còn hiện tại luôn là mình vẫn còn đang trong quá trình là nhận cọc 20.000 cặp mâm xôi và chia làm 3 size 1, 2, 3. Đường kính nó leo dao động sẽ từ là 70, 80, 90 cm. Cái giá thì tại vườn rồi nên anh chị khỏi phải lo cái phần đó nữa. Mình có thể đi kèm với vạn thọ với lại hoa giấy. Bên mình á, là hoa giấy là đang trong quá trình đó là cơi tàn lại hết để đón Tết. Bao đẹp luôn. Mâm xôi á, thì mỗi vườn á, là trồng số lượng á, là 2.000 cặp. Mà 30.000 cặp thì số lượng ở đây á, là sa đéc là chơi với cái quy mô lớn á. Nên á, là chỉ cần là tìm một cái đơn vị uy tín, nhà vườn uy tín để mình có thể là đặt hàng thôi. Và khi mà mình đã lựa chọn được có một đơn vị uy tín rồi thì cần cái giá sỉ tốt. Rồi, cái phần tiếp theo nữa là mình sẽ lo cho anh chị là cái phần xe cộ tấn hàng tới nơi. Còn về chất lượng thì bên mình lúc nào cũng vậy á, chất lượng là phải hàng đầu. Làm việc với bất cứ đơn vị miền Nam, miền Trung, miền Bắc, xa hay gần đi nữa, bên mình nó là cái quan trọng nhất đó chính là cái chất lượng. Nên anh chị cứ yên tâm phần này đi, nhà vườn sẽ lựa cho mình. Như chậu mà nó vàng vàng lỏng lỏng mấy này là sẽ không xuất đâu. Ok.
Vậy nhé, anh chị có nhu cầu đặt hàng mình có thể là nhắn tin cho mình sẽ để lại số lượng cho anh chị cần.